Hello, xin chào tất cả anh chị em. Thì hôm nay là ngày mùng 3, lúc 7 giờ. 7 giờ thì em sẵn kéo máy đi anh chị em. Hôm nay là làm show, nói chung là làm show sớm. Mà cái khoảng cách đoạn đường đi á, là từ đây tới chỗ mà làm show á, là 1 km. 1 km mà em phải qua một cái con phà này thì em đi cũng nhiều lần rồi, mới bữa hổm em kéo bển lên làm ở trường trường cấp 1 đó. Thì hôm nay em qua bên đó nữa, em làm tiếp, ráng đi làm bên còn nữa, mốt làm trùm còn anh em. Cái cấu hình dàn máy cũng y chang nha anh em, không có thay đổi gì nha. Từ từ giờ trở đi là dàn cờ bắp miền Tây là không có thay đổi gì nữa đó, hết tiền rồi, bây giờ cài kiếm tiền tiếp. Ok, bây giờ em đi, có gì vui em quay lại cho anh chị em xem nha. Hẹn anh Khải 7 giờ 15 đi anh chị em. Bây giờ là 7 giờ 13 phút rồi. Để nè, 7 7 giờ 13 rồi nè. Để em coi 7 giờ 15 ảnh có xuất hiện không nghe. Đây 7 7 giờ 15 anh em. Chết bà rồi, lỗ quá phút. 7 giờ 16. Mới lọt qua 7 giờ 16. Cuối 7 giờ 15. Công nhận hay thiệt chứ. Đi đúng giờ ghê. Vậy được được. Hả? Nuôi á. Nuôi. Chúc bác nha chị em. Nuôi cho Thảo. Quá phà hai người với một xe kéo là 10.000 nha anh em. 10.000. 10.000 hai người đẹp. Có đẩy không? Đẩy là đẩy. Rồi. Vậy mà tưởng đẩy luôn. Anh đẩy luôn hả? Tôi nói lên nhẹ quá vậy. Là có niềm tin mới ghê luôn. Là có niềm tin mới ghê luôn. Giống như hổm hổm hai ông đẩy dưới chỗ ấy á, chạy vô 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 kéo nên tưởng có ông nội nào đẩy quay là sao, hay ông bộ cũng bị sao á, trời ơi.
Đây anh em coi cái đường đi nè anh em ơi. Ngay trên này tới cái dốc nè. Xong rồi đó cái đường hơi đất mềm ghê luôn. Không biết đi được không. Đi ngang. Đi ngang xe 1m1. Đất ít nhẹp à. Thank you.
cái đường này. Đường mềm xèo. Hên quá anh em ơi. Hỏi được cái đường nhà người ta rồi đi vòng vô nhà. Không có đi cái đường đó. Hên được đâu á. Có đi cái đường đó hả? Còn hả? Đường này đi đường. Cái có mưa không? Có mưa không? Rồi rồi rồi. Ok ok. Không có mưa đúng không? Mềm không? Mềm không? Giòn ơi. Kêu. Để máy đây đi. Đi vô nữa cực lắm. Để quay về vô đó luôn à. Trong tiếc vui này không còn được mang quân đồ. Ngày mai trong chúa chẳng có nỗi buồn để mai niềm vui. Qua cái này. Cái chỗ đó đi lên được không? Được rồi, được rồi. Để cái này không? Em qua đó luôn á. Ừ. Đi về á. Không thôi thì em để xe đây. Cái này nó đậm lắm.
Cái đường anh em cỏ nè, mí anh em sụp nè, cỏ thấy không? Càng vậy luôn, của miền Tây đi muôn nơi. Bữa nay vàng em nó hú quá cho nên là để xa 80 mét lận anh chị em nè, từ cái tivi tới cái cây hát này là khoảng 10 mét nha. Ủa, từng cái tivi tới cái dàn hát là khoảng 10 mét, mà người hát đứng khoảng 5 mét nữa là 15 mét anh chị em. Đi coi bữa nay đây mình hát 15 mét rồi, nó hú dữ không chứ. Hổm để gần quá, hú quá hú chưa không nổi, bây giờ để xa 80 mét. Bây giờ bữa nay mình đứng mình coi anh Khải lắp máy nha anh chị em, chứ nhà là kéo kẽm về sao vô được. Trời ơi, nó quẹt một cái muốn đứt tay luôn trời. Giờ đứng coi anh Khải ráp máy à. Đây, anh em coi nào, ca người ta lên ca gì đâu. Đây, máy tính khởi động xong rồi anh em ơi, bây giờ là hốt đó. Xa xa cả, cả 10 mét rồi đem. Xa 10 mét rồi, rồi có hú rồi, hơn 10 mét nữa. Bye.
xong nhiệm vụ của em đó anh em, bây giờ em về. Chúc tất cả anh em xem kênh của Miền Tây vui vẻ nha.